nhờ chưa? Thằng tự làm á? Tớ tự làm đây. Trùng hợp chưa? Trùng hợp thật, tớ xem nào. Đây. Đẹp quá, lần đầu tiên tớ nhìn thấy nhiều xiên như thế này đấy. BBTV. À, những xiên hoa quả thật là thơm ngon. Nhiều xiên quá. Nào xem nào, mình sẽ ăn xiên. Thằng ơi, Thằng ơi, bạn đang làm gì đây? Đẹp à? Tớ có cái này cho bạn này. Wow, xiên hoa quả đấy. Cho bạn một xiên này. Tớ xin. Bạn ăn thử mà xem, ngon lắm. Của tớ hai quả mà của bạn có một quả thôi. Tớ nhường bạn thôi. Thế tôi đợi đi. Ê, bạn ăn xiên hai quả đi. Bạn ăn một quả thôi à? Ừ. Bạn thử đi, ngon lắm đấy. Ngon nhở? Ngon không? Ngon quá. Wow. Tiếc là có ít. Và nhưng mà mình có thật là nhiều. Ví dụ có cả xiên, xiên nho này. Rồi xiên những quả khác nữa nhở. Thì mình sẽ được ăn thật là nhiều. Rồi mình sẽ chia cho hàng thật nhiều nữa. Thế á? Tớ cảm ơn lòng tốt của bạn nhá. Nhưng mà bạn không cần phải ước đâu. Sao lại không cần phải ước? Bởi vì tớ đã có những xiên đấy đây. Wow, nhiều thế. Nhiều chưa? Thằng tự làm á? Tớ tự làm đây. Trùng hợp chưa? Trùng hợp thật, tớ xem nào. Đây. Đẹp quá, lần đầu tiên tớ nhìn thấy nhiều xiên như thế này đấy. Xiên này đặc biệt quá này. Đây nữa này. Quả này quả to này, sao quả nhỏ quả to tí. Quả nhỏ này. Đẹp quá Hằng ơi. Ô mà tớ ơi, tớ giờ mới để ý nhá. Xiên này của tớ giống xiên này của bạn nhờ. Cùng một loại quả nhờ. Cùng một loại quả luôn. Ừ. Wow. Thế chúng mình có chung sở thích rồi. Đúng rồi. Mà nhiều xiên thế này là bao nhiêu xiên đấy? Chỗ này là. Thế chúng mình cũng đếm nhá. Đếm nhá. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 quả, 32 xiên. Nhiều thật đấy. Nhỏ nhiều nhỉ? Bạn thử ăn đi. Bạn xiên này luôn nhá. Ừ. Ăn quả nhỏ này. Đây, bạn thấy xiên này đặc biệt chưa? Xiên này có đúng một quả luôn. Thằng ăn đi. Tớ mời bạn nhá. Bạn ăn đi. Xem màu của tớ ngon hơn của bạn không? Ngon. Nhưng mà cái nào cũng ngon giống nhau. Thằng nhở? Thằng có thể chia cho tớ một ít nữa. Một ít là bao nhiêu? Tầm mười mấy xiên chẳng hạn. Tớ đùa đây. Tớ sẽ chia cho bạn một nửa chỗ này, đồng ý không? Một nửa luôn. Ừ. Thế bây giờ tớ rút nhá. Nha. Ăn cái xiên nào? Tớ thích cái xiên này này. Đấy. Xiên này cũng đẹp này. Xiên này cũng đẹp này. Xiên này cũng đẹp này. Đấy. Xiên này đẹp thật đấy. Ừ. Đây, xiên ba này. Rồi. To nhá. Nhỏ. Ơ, tớ không cầm hết đâu. Thế bây giờ tớ sang nhà bạn nhá. Xong rồi tớ sẽ chia cho bạn một nửa. Được chứ, thế thì tốt quá. Thằng đi sang nhà tớ xong rồi chia tớ một nửa luôn. Bây giờ sang nhà tớ chơi nhá. Đi. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.